hai con này tách ra thì nó hot đó. Hot hơn, nó không nhìn thấy nhau, nó hot nhanh hơn. Mãi mới bắt được. Đấy, hai con đực đẹp tuyệt vời luôn. Cái này bao tiền anh? Con này chè chè lửa. Chè lửa bao tiền anh? 350. 350. Chè lửa 350 con. Rồi bố cái chó nó cho mối đi. Đây. Về trộn thì cắn vào. Về thì nó đang quen cắm này. Quen cắm nó không được không? Rồi tay kia đâu. Cái con này nó được. Con đấy là con đấy là chuyền miền. Nhiều chim có để hỏng cái đuôi. Bỏ cái lồng to đi không hỏng cái đuôi. Nó không được tắm. Đuôi. Cái lồng này vẫn bé bé. Cái này 600.
phải lấy cái này. Cái này đẹp hơn. Ừ, nó còn nhảy mà. Vâng, khung nó xoay này nó xoay tròn vẫy đuôi luôn. Vẫy đuôi là nó hẳn một chút con chim. Cho nó cấy nhỉ. Đuôi dài là phải nhờ. Cái này 350 thôi. Đây cái này mấy cái này bằng tiền nhau. Mỗi tuổi nó to mới nó nhỏ thôi. Lấy cái nào mình lấy. Em mời người nào. Đâu đâu rồi. Đấy. Đi 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 cái này làm việc trong Nam chúc khỏe. Khỏe bao nhiêu lúc nào cũng khỏe. Làm việc rất đẹp ha. Nước à? Nước quá. Nhấp nhìn mình treo ra trời rửa. Đấy, cái lòng vui vui chắc có chút là gà rừng. Ăn gà rừng nướng em. Ăn gà rừng nướng. Gà mái à? Gà mái. Con này biết theo theo. Gà mái nó chả bé. Con này vừa nuôi đó. Người sao đấy bạn? Nó đang tháng ấy, thì nhiều quen hơn. Đây đây, đấy que không? Đấy que, hồi em cái. À, em mượn cái. Nhờ ở nhà nó đuổi đi đuổi lại, nó thành quen. Cứ từ từ đấy, sao này. Mẹ ủng đít chẳng sao mà. Mẹ kia, ôi phải đốt lửa, kia mới chạy, kia rắn đi, thì mẹ mới chạy đi đó. Nó quen rồi. Đấy. Nó cứ giả vờ. Nó cứ giả vờ, không chịu qua. Con này cắm hết rồi. Cắm cứng hết rồi. Con này là đẹp rồi. Quá đẹp rồi. Có ai, con ai mua? Nó là mua. Nó đẹp đấy. 200 mà. 200 mềm. Đợi đi anh cái mắc quẹo đi. 200 mềm đấy là đúng nghĩ. À. Điểm mi á. Coi nhiều đi ơi. Ôi đi chơi à? Đi chơi. Một con gà rẻ đấy nhở? Nó bị thành công đúng không? Ừ, nó bị thành công. Đi chơi cùng ai em? Cùng ông chú ở, ông ở. Ông chú, à, chú đi mua chim à? Hay là bán đấy, có căn bán đâu, chỉ cần kéo cái chim gì đấy? Chà mào. Bán không hay là chỉ mang ra chơi? Chơi thôi. À, lo giao lưu không? Cái lưu giúp mắt mà. Chị gì đấy? À, kia con chà mào xanh nè. Cái lưu giúp mắt. Cái lưu giúp. Nha. Mà lỡ đây các bạn. Đẹp này.
bộ to. Đấy. Lối nha. To đẹp lắm. Nghe khá lòng vui. Đóng cứ nghe rồi yên tâm đi nhá. Bảo hành cho. Bảo hành cho. Yên tâm về mà chúng máy thì quay mang về đây đổi lại. Bán uy tín. Chúng máy đi. Máy thì không có mang đây đổi cho đâu, không phải lo có trách nhiệm. Chúng ai đây à? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.